Rồi cột máy vô đi. Cây mình cắt sát như thế, cái này nè, dây nè thì nó mau liền, mình cắt ngoài vậy đó lâu liền. Còn này nó mọc tược lại, nó tét nè, nó tét nó gãy xuống nguy hiểm lắm. Mới có 2 năm mà tùm luôn. Thank you.
luôn, cái này nó treo dây mới được. Mấy nhanh này, nó đứng đứng thì mình leo móng dễ, mấy nhanh nghiêng khó leo móng. Dư kiện không chiều dây được
Dạ bà con nha, cây thứ hai này đã hoàn thành rồi. Hồi nào giờ mình không có đổi cái Google trên đầu. Nay đội mình lấy nó hơi lộng cộng quá chứ nó hơi chóng mặt, bà con cũng thông cảm nha. Dạ chứ có cái là cái gì cũng vậy, dạng sự khởi đầu nan. Vì sau này mình quen rồi cái mình sẽ chỉnh chu hơn chút để cho bà con xem rồi những cái mà như mình phải giải thích cái cách thức làm sao để cho mấy anh em nhỏ cái tớp sau này đi lên đó, có thể thay thế mình. Sau này mình có theo ông theo bà rồi thì có tụi nó thay thế để cho nó hiểu được cái cách thức của mình làm như thế nào. Tự mình cũng không có tài ba gì mà tại vì mình nhờ lâu năm với mình rút cái kinh nghiệm. Nói mấy cái là thất bại là mẹ thành công, mình đã thất bại nhiều lắm rồi, mình rút kinh nghiệm ra, mình đúc kết lại những cái nào mà hay nhất mình áp dụng. Cho nên là nguyện cái tớp sau này đó mà làm cho bà con này làm hết mình giống như mình vậy nè. Chứ còn sau này người ta có cơ giới máy móc á thì cái đó khỏi nói rồi. Còn mấy cái đường hẻm đường hóc như chỗ này là vô phương, xe nâng đồ vô không được, chứ không có là làm và cái đồ nghề được. Cho nên phải cần là cái thủ công. Cho nên là mong mà mấy em út sau này tấn lên á, mong cho nó học hỏi được càng ngày càng giỏi hơn mình nữa. Đó là cái ước nguyện của mình. Dạ thôi xin bye bye bà con mình nha. Dạ.